Sau đây là tiết mục của em con em Gia Khương. Em Khương hôm nay em sẽ đánh bài Payphone của Maroon 5. Đây là một bài hát mới rất nổi tiếng của nhóm Maroon 5. Khương thường thường rất là quậy phá và lì nhưng là không không bao giờ muốn tập đàn. Nhưng đến hồi gần show thì nó cứ cúi đầu vào cái piano tập mãi. Xin mọi người lắng nghe.